Đối với em, ngày Valentine đó là ngày lễ tình nhân, thì em muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những cặp đôi đang yêu nhau, hay những cặp đôi vợ chồng, hay là còn những người còn đang yêu, hay những người chưa bao giờ yêu, thì chúc mọi người một Valentine ấm áp, hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Khi có vợ rồi thì cũng sẽ về với gia đình, có thể là ăn một bữa cơm đầm ấm và người tặng người vợ của mình một bó hoa là. Thực sự thì ngày Valentine thì là ngày lễ tình nhân thì em nghĩ là cũng giống như tất cả người con trai tôi ạ. Thì là một cái ngày dành cho tình yêu của mình rất là nhiều và muốn trao cho tình yêu của mình những cái món quà và niềm vui và hạnh phúc lớn nhất trong ngày hôm nay. Kế hoạch trong ngày hôm nay của em thì thật sự là bây giờ hiện tại thì đội em tập luyện cả ngày và nếu có thể thì có thể dành một buổi tối đi chơi với bạn bè hoặc là người thân, người thương. Anh nghĩ rằng là Hải sẽ dành ngày này cho những người thân yêu của mình. Và Hải muốn về với gia đình để gặp những người thân yêu của mình và phải có những cái niềm vui riêng của mình, như là được gặp nhà mình mới có thành viên mới. Nên Hải muốn dành tặng những cái điều tốt đẹp cho thành viên mới và gia đình mình.